Xin chào mừng tất cả anh em quay trở lại kênh YouTube Top Đội Thưởng mình nha. Thì ở đầu tiên ở video này thì mình sẽ tặng hai cái thẻ cào cho hai bạn bình luận số Momo trên kênh của mình nha. Thì anh em nào xem video thì anh em bình luận số Momo. Ở những video mình tặng như thế này á thì mình sẽ gom đùm tặng 20k Momo cho anh em ha. Ngoài ra thì ở dưới bình luận mình có tổng hợp cho anh em một số con game tặng tiền miễn phí 3.000 đồng mỗi ngày. Thì anh em thích thì anh em tải những con game đó về ha. Thì mình sẽ gom lại anh em vào cái nhóm Telegram mà anh em lấy link các game uy tín của iWin nha. Chia sẻ bút nhận được 3.000 đồng mỗi ngày với link con game này nha. Thì trở lại với video hôm nay thì mình sẽ kéo cho một bạn có tên là Vua Tất Tai nha. Bạn này vốn của bạn này là 100k và yêu cầu mình chơi thì cứ tất tài nha. Chín. Ok nha anh em. Rồi mình sẽ bắt đầu chơi cái trò lọc bài nè. Mới đầu thì khá là ok nè anh em ạ. Tiếp tục nha. Bạn này không yêu cầu bao nhiêu tiền, ăn càng nhiều càng tốt nha. Mình cứ chơi nha. Chín thì bấm dưới nha. Già bấm trên. Quách đó. Già mà nó còn ra già nữa. Nói chung thì anh em giờ chứng cho ác rồi anh em ạ. Xì dưới. Nhận thôi. Tiếp tục. Ui 7 mà nó ra xì nữa nha. Kéo bạn đầu tiên nha. 5. What the 5 mà còn ra 2 nữa. Thôi bạn này ra đảo nha anh em. Rồi tiếp tục mình tiếp tục kéo cái bạn bình trăm cũ nha. Vốn của bạn này là 1 triệu đồng và tiếp tục tất tài nữa nha. Kéo thì mình chơi cái trò lật bài nè. What the hell? 9 mà còn ra 9. Lại toàn một bạn nữa nha. Rồi một tiếp tục bạn tiếp theo nha. Theo Lý Lâm nha. 400k thì mình chơi tiếp tục cái trò đó nữa nha anh em. Trò lật bài nha. 400k. Chơi xui nha anh em. Nói chung thắng thì thắng nhanh nhiều. Còn thua thì 100k nha anh em. Ok. 7 thì nhận thôi. Chơi kỹ lên nha anh em. Chung là phải chơi kỹ, vốn chơi là 50k thôi. Lúc nãy thì cái nick kia thì thắng 5 thì bấm 5 nhận luôn nha. Cứ 2 3 vòng thì sẽ nhận nha. Quay. Ok. Cũng khá khá này nè mà. Ghi hả? Ghi đi. What ghi mà nó ra xì luôn. Ôi giời ơi. Thì mình vừa mới thắng thì nó bị soi lên anh em. 400k. Cái này kêu kéo lên là bao nhiêu cũng được. Cứ thoải mái. Nói chung ăn càng nhiều càng tốt nha. Có khi ăn hơn thì mình ăn nhiều. Được 900 anh nè. Thoát ra nha anh em. Chơi thấy tôi thua là mình thoát ra chứ đừng có đeo mãi nha. 900 100k luôn. Anh em thay đổi mức cực nha. Nếu mà có chơi á, thì what the trên luôn lên nhận thôi nè mà. 8 thì nhận thôi. 7 dưới. 7 là 8 thế. Dưới luôn. Dưới luôn. Ok. Trên cái đi. Dưới. Đậm thì dưới thôi. Hai thì trên thôi. Đậm thì dưới thôi. Nhận luôn. Trên. Lâu lâu mới bấm trên cái nha. Thấy bạn này có rất có thể là về bờ nha. Có vốn chơi thoải mái chút nha anh em. 400k lên triệu là ok lắm rồi ạ.
What? Không ngờ luôn rồi nha. Liền phát lên hương luôn. Rồi. Khá là ok. Nick của bạn này khá là ngon luôn nha. Chơi rất là dễ thắng nè. Từ 100k mà lên 6 triệu rất là nhanh. Nếu anh em nào quan tâm đến con game này thì link tải game mình có để dưới phần bình luận nha. Anh em tải về chơi. Chơi của mình nha. Đó. Ngon quá anh em à. Kéo cho bạn này ngon luôn. 400k mà lên 6 triệu. Khá ok nha. Ở dưới phần bình luận thì mình có để cái nhóm. Anh em vào đó nếu mà anh em chơi không ok thì mình nói chung thì nào mà anh em liên hệ mình ha. Mình hướng dẫn đi chơi, tiền của anh em. Còn nếu mà muốn kéo thì mình kéo thôi nha. Ngoài ra thì link tải các game I Win Tây Win thì mình có để dưới phần bình luận anh em tải ủng hộ mình nha. Mình để trong cái nhóm Telegram anh em vào đó anh em tải thoải mái luôn. Rất là nhiều á, 7-8 game vậy á. Còn hôm nay thì mình kéo cho một bạn Lý Lâm nha. Thôi, nãy giờ thấy nó cũng hút hút cho anh em thì mình thoát ra vào và lại thôi. Gán chơi cho bạn này lên từ 100k lên 10 triệu là mình nổi luôn á. Khá là nổi luôn. Bù cho mấy bạn lúc nãy ha. Mấy bạn lúc nãy thì toàn khá là nhanh. Nói chung thì cái trò này anh em phải liều liều một tí thì nó khá. Nó qua Mega nó ăn cực nhiều. Và thua thì cũng rất dễ thua nha. Trời ơi, 4 mà nó còn có 4. 4 cái 2 chứ. Ngon nhờ. 5. Ok, đơn giản thôi, lấy 2 triệu. Nói chung là có 4 chơi tiếp nha anh em. Hy vọng là lên 10 triệu, mình rất là hy vọng cái cầu này luôn. Cầu này thì không thể nào thua được. Nhìn cái con bài này lâu lâu là nó ra cái cho mình thắng to liền. Dưới. Nên mình hơi liều liều nha, có vốn rồi mình hơi mạo hiểm một chút xíu nha anh em. Còn mà anh em nào mới đầu á không có vốn thì anh em cứ theo cầu thôi. 8 thì dưới thôi, hên xui thôi. 8 nào là khó nhất nha anh em. 7 cũng khó luôn. 5 thì bấm dưới. Ở đây mình có nhiều tiền nên mình ăn bấm theo tỷ lệ ăn cao nha. Chơi cho bạn này lên 10 triệu nhưng mà mình thấy không xong. Cứ hút hút nha. What the 4 mà nó còn cái 2. Quá cái cấn anh em ạ. 10 10 10 còn cái 10 thôi. Đâm cái đâm. Lên cược. Nếu anh em thấy cái mức cược nào thua thì anh em tăng cược hoặc giảm cược nha. Để nguyên mức cược là nó soi anh em lắm á. What the 5 cái 4. Nó hút mình hơi một luôn nha anh em. Hút lại sẹt luôn á. 4 cái 4 nữa kìa. Đang đợi thời cơ nha. 9 hả? Bấm trên luôn anh em ạ. Lụm tiền. Nhanh gọn lẹ nha. Ba nhận thôi. Gán lên 10 triệu mà rất là khó luôn anh em ạ. 100k mà lên 5 triệu mấy cũng khá là ok. Nó cứ cò cưa nha. Bạn nào thích video này thì cho mình xin một like và đăng ký kênh ha. Để sau ra những video cho anh em hay cho anh em ha. Chơi những trò chơi trên Bigboss, iWin, Kwin, Twin các thứ. Wow, ok. 8 triệu. Lụm tiền. Lụm luôn. What the? Chắc mình phải dừng thôi anh em ạ. Nói chung là mình đã giúp bạn này từ 100k lên 8 triệu nha. Còn hai bạn kia thì rất là tiếc. Vì bạn kia hai bạn kia đã to rất là nhanh luôn. Bạn này khá may mắn nha. Thì anh em nào xem video thấy hay like đăng ký kênh và
Tải game thì mình có đó, nhưng